Xin kính chào quý anh chị cùng các bạn đã quay trở lại với kênh mua bán ô tô của Đức Trung. Vâng, hôm nay ngày 19 tháng 5 năm 2020 tại chợ ô tô miền Bắc, địa chỉ ở km 47 quốc lộ 10 Quang Trung Hà Não, Hải Phòng, Đức Trung đang bán một cái mẫu xe, đó là chiếc Tubi có cái lước sơn là màu xanh. Vâng, ở bên Đức Trung thì chuyên mua bán và trao đổi tất cả các dòng xe ô tô đã qua sử dụng. Quý anh chị các bạn quan tâm thì hãy gọi điện trực tiếp hoặc kết bạn qua Zalo số 0965951955. Quý anh chị các bạn mới xem video lần đầu thì hãy bấm nút đăng ký ủng hộ cho Đức Trung và cũng cập nhật luôn được tất cả các cái mẫu xe cũng như là cái giá xe mà bên Đức Trung đang chào bán. Vâng, ở trước mắt quý anh chị của các bạn đây là một mẫu xe Tubi được nhập khẩu nguyên chiếc từ Đài Loan. Xe thì được trang bị hộp số tự động, động cơ 1.4, vâng, xe bản đủ, cho nên là gương kính chỉnh điện có phanh ABS, có túi khí là răng đúc. Vâng, chiếc xe này thì mức tiêu hao nhiên liệu khoảng 7 lít trên 100 cây, nếu mà ta đi đường trường thì nó khoảng 6 lít, đi đường đô thị, đường nhiều đèn xanh đèn đỏ, khu đông dân cư thì nó rơi khoảng 7 lít trên 100 cây, rất là tiết kiệm. Và cái mẫu xe này thì bên Đức Trung đang chào bán ở với giá là 122 triệu. Vâng, quý anh chị các bạn là ưng cái mẫu xe này thì hãy gọi điện trực tiếp với Đức Trung số 0965951955 và xem xe tại chợ ô tô miền Bắc, địa chỉ ở km 47 quốc lộ 10 Quang Trung Hà Nội, Hải Phòng. Vâng, ngay lúc giao giữa đường 10 với lối ra vào cao tốc Hà Nội Hải Phòng, cách cầu Tiên Cựu khoảng 300 m. Vâng, quý anh chị các bạn đang quan sát thấy là đây là toàn bộ cái phần ngoại thất của xe, sơn xi của xe thì còn rất là đẹp và chưa có một cái vết chảy xước nhỏ, và toàn bộ cái hình dáng bên ngoài của xe nhỏ gọn, số tự động đi nó rất là nhạt, form xe thì rất là đẹp. Vâng, chỉ với 122 triệu nên là quý anh chị các bạn đã sở hữu ngay một cái mẫu xe 5 chỗ ngồi rộng rãi, số tự động, nhập khẩu nguyên chiếc từ Đài Loan, Tui MK. Sau đây Đức Trung sẽ tiến sát vào để quý anh chị các bạn ta trải nghiệm mẫu xe này. Đầu tiên là ta quan sát các cái cụm đèn của xe, đèn nó sáng quắc nhá, cực kỳ là mới luôn. Đấy, toàn bộ các cái phần đèn gầm cũng như là cái phần đầu xe, lưới tản nhiệt trông rất là đẹp, có một cái viền chrome rất là sáng. Đấy, toàn bộ các cái phần sơn xi đầu xe cũng như là các cái mối lắp ghép nhá, rất là kín mít đẹp. Vâng, đây là biểu tượng Tubi, còn một cái hãng xe nổi tiếng của Đài Loan. Và đăng kiểm của xe thì còn tận đến tháng 5 năm 2021. Vâng, với một chiếc xe sản xuất năm 2010, đăng ký lần đầu năm 2011, xe cũng rất đẹp nhá. Báo va chạm từ phía sau, đây camera nổi đây, còn đây là cái cảm biến cảnh báo va chạm, toàn bộ các cái hệ thống đèn hậu, các cái chi tiết của xe rất là chắc chắn luôn, không hề thua kém xe Nhật. Lốp sau bên lái rất là đúng, sơn xi sạch sẽ sáng đẹp. Và đây là cái lốp đằng trước ở bên lái là răng đúc bằng đĩa. Cái phần lóc của xe có cả anten. Sau đây ta sẽ khám phá đến phần nội thất. Vâng, xe thì được trang bị bộ ghế da màu kem kết hợp với các cái caro màu đen khá đẹp, chỉ đỏ,
LED, điều hòa cơ, màn hình cam nối đầy đủ, có cả túi khí cho người ngồi bên phụ. Chân lý nguyên bản đang được bọc vào ni lông, nằm chỗ ngồi rất là rộng rãi luôn. Gương điện bốn hướng, bốn kính điện. Toàn bộ các cái chi tiết của xe còn rất mới, nội thất rất là sạch sẽ, thơm tho. Nghĩ chỉ các bạn mua chiếc xe này về thì cũng chưa đổ xăng mà là chạy thôi, xe chạy rất là thích luôn. Đinh bấm cổ kèo nguyên zin, hộp số tự động nhé, phanh tay. Toàn bộ các cái phần nội thất của xe cực kỳ đẹp. Tôi soi luôn những cái phần sơn nhựa keo chỉ, các cái nút bấm, cái chi tiết của xe, chi tiết cái cánh mặt trước bên lái. Vâng, cái khoang cốp của chiếc Tuvi MK này cũng khá là rộng rãi. Tầm kiểm tra luôn. Đây là cái lốp dự phòng. Tôn vỏ của cốp rất đẹp. Thế mà ta quan sát luôn toàn bộ chi tiết của cái cốp. Gắn mưa sau. Gắn mưa sau gắn trên kính. Đinh bấm kèo cột. Còn đây là cái cánh đằng trước ở bên phụ. Ở đây khá đẹp nhé. Còn một chiếc xe phải nói là khá là độc đáo, nhỏ gọn, số tự động. Còn trang bị động cơ 1.4 tiêu hao nhiên liệu nó loanh quanh này 6 đến 7 lít trên 100 cây. Rất là tiết kiệm. Xe thì tương đối đẹp. Quý anh chị các bạn này, ai mà ưng cái mẫu xe này thì hãy nhấc máy gọi 0965 951 955. Vâng, tiếp đến này Đức Trung sẽ quay cái khoang động cơ. Đây là khoang động cơ của chiếc Tuvi MK. Từ các cái cụm đèn pha, các cái cụm giảm sóc này, tất cả các cái chi tiết trong khoang động cơ còn rất là đẹp. Màu sắc cái da động cơ còn rất là sáng, rất là mới nhé. Cái hộp số này, cái chi tiết. Rồi đến cái lắp capo. Vâng ạ, xe thì được trang bị khối động cơ 1.4, mức tiêu hao nhiên liệu nó khoảng 6 đến 7 lít trên 100 cây. Thì các bạn hàng mua chiếc xe này là sử dụng lần, nó đạt được rất nhiều cái tiêu chí ngon bổ rẻ. 120 triệu, sở hữu ngay một cái xe số tự động 5 chỗ ngồi khá là rộng rãi, cái form dáng cực kỳ đẹp, bản đủ. Thế và chiếc xe này thì rất là bền bỉ. Sau 9 năm hoạt động, tất cả các cái trang thiết bị trên xe còn gần như mới. Và động cơ thì đã hoạt động khá là mát. Các cái tốc độ của quạt gió còn rất là ok. Tất cả các cái trang thiết bị trên xe hoạt động. Linh hoạt luôn.
các bạn. Trong ít phút vừa qua thì Đức Trung đã lên sóng giới thiệu tới quý anh chị và các bạn một mẫu xe, đó là chiếc Mini MK được sản xuất năm 2010 và đăng ký lần đầu là năm 2011. Vâng, ở bên Đức Trung đang chào bán đó. Cái mẫu xe này với giá là 122 triệu. Quý anh chị các bạn ưng mẫu xe này thì hãy gọi điện cho Đức Trung số 0965 951 955, và quý anh chị có thể xem xe trực tiếp tại chợ ô tô miền Bắc. Đức Trung xin phép được kết thúc video tại đây. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại những video lần sau. Thank you.